Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tự tay thiết kế cho mình một cái bộ là lịch để bàn để có thể in ra và đem đóng cái bộ lịch để trang trí trên bàn hoặc là để tặng người thân. Để bắt đầu tối này ha, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị 12 tấm hình đại diện cho 12 tháng và tức là để làm hình nền cho 12 tháng ha. Và thứ nhất là bộ số, cái bộ số này thì mình cũng đã chuẩn bị rồi. Các bạn có thể coi cái link ở ngay phía dưới phần description, tức là phần mở rộng, hoặc là ở trong cái topic mình share cái này thì mình cũng có dẫn link rồi. Rồi. À, để đào tạo mới ha, thì đây các bạn có thể thấy sơ lược là mình sẽ tạo nó đơn giản như thế này thôi, hoặc là thêm một số cái chi tiết như là cái nền trắng đục chẳng hạn thế tùy. Bây giờ thì mình sẽ tắt hết đi và bắt đầu làm lại ha. Đầu tiên thì để làm cái này thì các bạn không cần phải có phiên bản CS quá cao, có thể là CS 3 trở lên là được rồi. Đầu tiên là mình sẽ tạo một file mới ha. Mình sẽ vào file new và ở trong này nó sẽ hiện thông số là yêu cầu chúng ta phải nhập cái bảng thông số về kích thước. Về kích thước này á, thì cái lịch để bàn chữ A á, cái style kiểu chữ A tức là cái có chân đế để chúng ta để lên bàn á, thì nó có rất là nhiều style, rất là nhiều size và tùy cái chỗ in, có thể là người ta sẽ cho mình in thoải mái luôn hoặc là người ta có những cái khuôn sẵn. Thì nếu chắc ăn thì các bạn có thể lên tham khảo ở những cái chỗ in ở gần bạn nhất, hoặc là bạn cái nơi mà bạn dự định là sẽ in những cái cuốn lịch để bàn này. Và cho nên là ở đây mình tham khảo ở cái tiệm gần nhà mình thì ông kêu là có cái size nhiều size, làm 24 16 rồi các thứ. Cho nên là mình sẽ chọn cái kích thước là 24 x 16. Cái kích thước này tùy vào cái chỗ in ha. Và cũng có thể là tùy chỗ in thôi. Các bạn có thể search trên mấy cái Google in lịch để bàn chẳng hạn thế. Thì cái đơn vị chúng ta sẽ là cm. Các bạn nếu mặc định thì nó sẽ là pixel, nhưng mà chúng ta sẽ click vào đây và chúng ta chọn cm, sau đây gõ 24 nhân 16 chẳng hạn thế. Và một cái lưu ý là chúng ta sẽ để resolution là 300, ta đem in hình nên để 300. Tiếp theo nữa, cái color profile. Nếu như hình của các bạn tự chụp, các bạn có file RAW, thì khi các bạn xuất từ Lightroom ra, các bạn chỉnh sửa hay là làm sao đấy tùy ý, thì đã phải đảm bảo là khi các bạn export từ Lightroom ra thì nhớ chọn cái color profile là Adobe RGB để chúng ta đảm bảo cái việc là khi in ra thì nó sẽ có cái độ màu sắc là tương đối ổn nhất thôi, chứ mình không nói là đảm bảo nha. Ổn nhất Adobe RGB. Như ở đây thì mình sử dụng cái hình mình tải trên mạng xuống, hoặc là các bạn tự chụp không có máy ảnh xịn, không có máy ảnh cơ thì mặc định nó sẽ là sRGB, không có vấn đề gì đâu. Rồi, lưu ý là nhá, nếu hình các bạn tự chụp thì là Adobe RGB. Nhớ đảm bảo khi xuất ra từ Lightroom thì nhớ để Adobe RGB. Còn nếu hình bình thường thôi, các bạn không biết gì cả, thì cứ để sRGB đi. Rồi chúng ta click OK. Nhất tất cả thông số ha. Rồi, click OK. Thì đây người ta nó sẽ mở cho bạn một cái trang trắng như thế này. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ gọi là thêm những cái hình background vô. Để làm cho nhanh á thì chúng ta sẽ không tạo 12 cái file mới mà chúng ta tạo chung một cái thôi, sau đó lưu dần dần lại. Mà bằng cách như sau, các bạn sẽ gom hết những cái hình, ví dụ như là đây mình muốn là tháng 1 chẳng hạn thế, mình ghi là 1. Cái hình này cho tháng 2, rồi hình này cho tháng 3, đại khái thế. Chúng ta có 12 cái hình. Đây mình sử dụng 3 hình thôi cho nó nhanh, nó nhẹ mà. Thì hình này mình sử dụng của bác Yan Min ha. Rồi, thì đây mình có 3 cái hình. Thì để làm nhanh các bạn sẽ click một hình, Ctrl A để chọn hết, hoặc là các bạn kéo chọn hết cũng được. Sau khi kéo chọn rồi các bạn click kéo thả vào trong Photoshop. Đó. Cái việc rất đơn giản ha, click và kéo và thả vào đây, thả xuống cái là được rồi. Thì đây nó sẽ tự động nó hiện là play vào, click enter này.
Nếu như cái nó nhỏ hơn hay là lớn hơn thì các bạn cứ việc co giãn thôi. Tại vì cái size này ví dụ như là size hình chụp phổ thông thì cái size 24 x 16 thì nó cũng tương đối này, nó không có quá lớn hay quá nhỏ, cho nên chúng ta có thể co giãn cái bức ảnh một chút không sao hết. Click Enter ha. Khi nào các bạn thấy ok rồi thì click Enter. Rồi. Thì sau khi các bạn edit xong thì nó sẽ nằm rời rạc như thế này. Để cho dễ quản lý thì mình sẽ click chọn hết 12 cái bức hình bằng cách là chọn cái đầu và đè phím Shift, sau đó chọn cái cuối. Ha, chọn cái đầu này, đè phím Shift, chọn cái cuối thì tất cả cái hình nó sẽ được chọn. Và chúng ta sẽ bấm nút Ctrl G. Ctrl G thì nó sẽ tự động ra là group. Tức là nó cho hết cái hình chúng ta vào một cái folder. Đây có thể là các bạn có thể thấy là làm cho gọn lại rất là nhanh ha. Thì đây mình có thể sắp xếp lại thứ tự chút cho nó chính xác hơn. Đây là 1 2 3 chẳng hạn vậy. Thì đó là xong cái về hình ha. Tiếp theo nữa là về số, về bộ số thì đây mình có chuẩn bị cho các bạn một file PSD. Đây, cái file này ta sẽ click đôi và mở ra thôi. Rồi, thì cái PSD này nó sẽ linh tinh như thế này, không sao hết. Thì đây mình đã gom sẵn cho các bạn vào một cái group rồi, các bạn có thể mở ra và thấy là mình sắp xếp thứ tự là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thì các bạn thu gom hết lại, click thu lại ha, và sử dụng click và move tool và click bất kỳ ở chỗ nào trên này. Các bạn click đè vào và kéo thả qua cái tab bên này. Đó, thả xuống. Đó, thì nó sẽ tự động nó chuyển qua. Thì đây các bạn sẽ điều chỉnh lại kích thước một chút bằng cách bấm Ctrl T. Và chúng ta sẽ giữ và resize nó lại sao cho nó hợp lý. Rồi, đừng nhỏ quá ha, bởi vì nếu không thì số cái quá bé thì nó sẽ hơi khó nhìn. Click Enter. Và các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái chữ mình đang bật lên hết, cho nên là nhìn nó hơi lấp ngược lên nhau. Chúng ta có thể tắt bớt đi, tắt đi, tắt 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 tắt, để lại số 1 thôi cho nó dễ nhìn chẳng hạn thế. Rồi, tạm thời là như vậy. Tuy nhiên là có một số lưu ý như sau, là khi chúng ta in lịch để bàn, lúc nào người ta cũng sẽ chừa, người ta cũng sẽ bấm cái ghim ở trên này hết, đóng lò xo chẳng hạn vậy. Thì chúng ta sẽ phải có một cái gọi là một cái đường an toàn để chúng ta biết là ở đừng có phạm vào đấy, tức là đừng cho cái số vào đấy. Ví dụ như các bạn nào ta lỡ tay để số trên này chẳng hạn, các bạn có thể thấy là nó quá gần, thì khi nó bấm lò xo nó xiên 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 số 1 nhìn nó kỳ lắm, không đọc được. Cho nên là chúng ta sẽ tạo một cái file an toàn, tức là chúng ta tạo một cái lằn ranh để chúng ta biết là đừng có qua quá cái mức đấy. Bằng cách như sau, các bạn sẽ click vào trong cái rule. Nếu các bạn không có cái rule, tức là không có cái thước kẻ này ha, thì chúng ta bấm Ctrl R thì nó sẽ hiện. Ví dụ như là mặc định là không có thế này đi, các bạn bấm Ctrl R nó sẽ hiện ra. Và chúng ta sẽ click vào trong cái rule này ha, click và kéo ra. Các bạn sẽ thấy là có một cái đường nó chạy ra. Thì có một nếu như các bạn sử dụng CC trở lên thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái đường, có một cái số chữ Y là 1.55 cm. Thì đây là cái kích thước nó đo từ cái viền ngoài cùng này vào trong cái vị trí mà cái đường này đang ở. Thì ở đây cái size mà mình khuyên các bạn thì có thể là ở cái mức là 1.5 cm cho tới 2 cm. Thì đây mình chừa khoảng 1.5 thôi. Các bạn nếu không có cái số này các bạn có thể nhìn nó giống qua bên này thế ha. Thì cái đường này nó không có gọi là cố định, cho nên là chúng ta hơi chênh lệch một chút xíu cũng không sao. Tuy nhiên để cho chính xác hơn thì cái này các bạn có thể hỏi ngay ở bên in á, là hỏi họ coi, hay là kêu họ đưa cái mẫu để chúng ta đo thử coi cái khoảng cách mà cái lò xo nó ghim vào là nó khoảng cỡ bao nhiêu, thì chúng ta về thiết kế là dễ hơn. Rồi, thì đây là có một cái chúng ta đã vừa tạo được một cái đường rồi. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ tạo một cái đường an toàn gọi là bên ngoài. Ở đây là mình sẽ đã ví dụ tạo một cái đường an toàn, ví dụ như là để đây khoảng 0.5 đấy, ví dụ như là từ trên sao rồi từ trên xuống cái đường mép này vào đây là khoảng 0.5 cho nó dễ nhìn chẳng hạn thế. Rồi, không cần phải quá chính xác đâu, chúng ta không làm chuyển nghiệp nên là tương đối thôi. Rồi, các bạn có thể thấy là mình đã có ba cái đường gióng ở biên. Tức là đây cái tác dụng của cái đường biên này là cái phạm vi mà chúng ta để cái ký số ở trong ha, đừng để cho nó lấn ra ngoài quá, đừng để cho nó lấn lên trên quá, đừng có lấn lên hay là lấn xuống. Rồi,
Tương tự như vậy, ví dụ như là đối với mẫu chẳng hạn thế, và các bạn thấy vị trí của mẫu mà nó hơi đi lên đây quá thì nhớ là kéo nó xuống, có thể resize Ctrl T lại, resize rồi co giãn sao để cho nó hợp lý. Rồi, đừng để, nói chung là đừng để cái ghim nó ghim vào trong cái mặt hay là vào số. Rồi, tiếp theo, các bạn có thể thấy là đây cái bộ số của chúng ta nó đang bị lẫn vào cái nền. Thì cách xử lý như sau, chúng ta sẽ tạo, ví dụ như là xử lý, chúng ta sẽ tạo một cái gọi là một cái struct. Chúng ta sẽ làm như sau, thay vì chúng ta làm trong từng layer thì cách đơn giản nhất chúng ta sẽ tạo cái blending option cho cả cái group này luôn. Ta sẽ bấm chuột phải ha, bấm chuột phải vào trong cái group và bộ số này, ta chọn blending option và đây nó sẽ có cái struct này, cái struct đây, ta click vào và click vào cái chữ, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái màu ha. Như ở đây là cái nền nó đang tối, có thể là mình sử dụng nền là sử dụng cái viền màu trắng chẳng hạn, drop là cái viền đây, có thể chỉnh size lên để các bạn có thể thấy đó, đó là cái màu trắng ta đang thêm vào. Tuy nhiên để cho tinh tế hơn, thì ở đây chúng ta ví dụ như là không chọn màu trắng, ta có thể chọn cái màu mà nó đang có, cái màu chủ yếu là màu sáng thôi có sẵn trong ảnh. Ví dụ như là đây là màu, nhiều mình thấy là màu xanh khá ổn, hoặc là cái màu hơi trắng trắng nhưng hơi xanh xanh đó. Chẳng hạn thế, ví dụ như là hình của các bạn có cây cỏ chẳng hạn thế, có thể sử dụng là màu của trời, miễn sao cho nó tương phản một chút xíu so với nền là ok rồi. Đó, như mình thấy cái hình ok. Cái mép biên thì các bạn có thể chỉnh sao cho nó hợp lý, tuy nhiên là mình thấy là như ở đây thì khoảng cỡ 12, 13. Như 10 chẳng hạn thế, ok, 10 cho nó chọn, cho nó chẵn. Rồi, ok. Mình click ok ha, thì các bạn có thể thấy là đây là cái biên ta đã là xong. Như cái hình này, ok. Thì tạm thời đã là xong cái hình chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần việc thay đổi cho từng số thôi. Ví dụ như là ở đây, mình sẽ mở rộng cái này ra. Giờ đây là tháng 1 thì mình sẽ để file là tháng 1 đầu tiên, tạm thời thu vào. Cái tháng 1 ví dụ như là mình muốn cho nó tháng 1 là cái này chẳng hạn thế. Ta tạm thời tắt hai này đi. Và chúng ta sẽ di chuyển, ví dụ như là hình mẫu của bạn để ở đây, các bạn có thể thấy nó chưa có hợp lý lắm, có thể Ctrl T hoặc là bấm cho nó sao đấy cho nó hợp lý, thì nhìn cho nó ok hơn. Ví dụ như là mình thấy là resize lên vậy phải đẹp hơn. Đó, ví dụ như thế. Ở đây có cái hiệu ứng ảo cho nên là có thu nhỏ sao cũng không có vấn đề. Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta để phóng to lên chút xíu thì để cái bố cục này nó có vẻ đẹp hơn. Như bố cục này các bạn có thể thấy là bố cục 1 phần 3, khá ổn. Thì coi như là đây là đã xong một file, cái coi như là tháng 1 ha. Đây là mình có cái tháng 1, thì mình sẽ bấm Ctrl Shift S hoặc là các bạn vào trong File, Save As và chúng ta tìm cái đường cái chỗ lưu. Ví dụ như ở đây mình sẽ để luôn là PSD ha, hoặc là tip, để in cho nó chất lượng cao chút xíu các bạn để PSD hoặc là tip, như mình để PSD cũng được, thì mình ghi đây là tháng 1 đó, thì click save thì chúng ta đã có một cái file là tháng 1. Tiếp theo để tháng 2 thì mình sẽ tắt cái thằng này đi và mình bật cái số 2, tức là cái nền layer cái số 2 đi. Và xong đây là cái background. Tiếp theo tới bộ số thì chúng ta cũng tắt cái số 1 đi, bật cái số 2 lên. Đây là tháng 2. Rồi. Tương tự như vậy thì có thể thấy là thằng này bố cục như vậy cũng tương đối, hoặc là mình có thể tăng lên chút xíu cũng được. Như vậy thôi. Rồi, đó, vẻ đẹp. Mình cũng file save as, ta lưu vào gọi là tên là tháng 2. Click save. Xong. Ví dụ như là tiếp tục là tháng 3, mình sẽ tắt tháng 2 đi, bật tháng 3 lên. Đó. Và tiếp tục qua bộ số, tắt tháng 2 đi, bật tháng 3 lên. Ở đây bắt đầu là mình nhìn thấy là ở cái số này để đây có vẻ không, chưa không còn đẹp nữa, thì mình sẽ chuyển cái số 3 này thôi sang bên này chẳng hạn vậy. Đó. Đó, các bạn có thể thấy là mình có thể rất là linh hoạt về cái vấn đề là vị trí hoặc là bố cục, có thể tăng giảm lên. Ví dụ như là cái hình này mình thấy vậy là khá đẹp rồi, hoặc là nếu các bạn thích thì có thể Ctrl T tiếp kiểu hạn thế.
kéo giãn rồi vậy thôi, vừa phải thôi ha, kéo nhưng mà kéo vừa thôi, đừng có kéo nhiều quá, không mất công là nó cũng nát bươm cái hình ra. Rồi ok, là tháng 3 mình cũng cần control shift s hoặc là vào file save as cũng được. Ở đây mình chỉnh là tháng 3, tháng 3 rồi ok. Đó thì đấy là cái vấn đề về bộ số. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn cho nó hay hơn chút xíu, ví dụ như là muốn có một cái hình vuông nằm ở dưới cái bộ số này và nó mờ mờ đi để chúng ta nổi cái bộ số này lên hơn, thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo một click đại vào layer background này ha, tạo một layer mới và chúng ta cầm kéo thả cho nó nằm ngay phía dưới cái layer bộ số. Như hồi nãy mình quên không lưu ý là cái hình mà hình nền á, thì cái folder nó phải nằm ở dưới và cái bộ lịch nó phải nằm ở trên ha. Nếu không thì nó sẽ bị không. Nếu không thì nó sẽ bị che che như thế này, thì lại hỏi là tại sao là cái bộ số nó không hiện. Thì mình phải cho cái bộ số lên trên này ha. Rồi, thì tiếp theo là mình sẽ cho cái này lên chút xíu để mà nó nằm trên cái background. Đây mình sẽ sử dụng một cái hình chữ nhật hoặc là hình chữ nhật bo góc chẳng hạn vậy. Đó, đây mình click và kéo ra thôi. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn là màu trắng. Và để cho nó trong suốt thì mình sẽ giảm opacity đi. Giảm opacity đi khoảng cỡ 20% chẳng hạn thế. Đó, các bạn có thể thấy là nó cũng khá đẹp. Rồi, có thể lưu lại ví dụ là tháng 3 tiếp rồi, tháng 3 lại click ok, hỏi replay. Ok, replay luôn. Rồi xong. Thì sau khi làm xong thì chúng ta có những cái tháng 1, tháng 2, tháng 3 rồi tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nó là file in và nó chứa nhiều layer cho nên nó tương đối nặng một chút xíu, không sao. Để đảm bảo cái size chúng ta, và ít nhất là nếu như mà cái máy của các bạn nó yếu á, thì các bạn có thể sau khi lưu trước khi lưu nhưng mà bấm vào Ctrl Shift E chẳng hạn thế rồi mới bắt đầu lưu. Tuy nhiên là để mình đảm bảo cho cái việc là các bạn lỡ như mà nó có lỡ mà bấm sai hay là sao đấy, nhiều khi mất thì chúng ta chỉ cần bật lên đại một cái thì ở trong này nó vẫn còn bảo toàn nguyên tất cả những cái layer để chúng ta có thể xử lý sau, có thể sửa lại ví dụ như vậy. Rồi ok, thì đó là tất cả về cái tool này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.